Có nhiều cô chú anh chị có hỏi mình về cái táo đỏ to, thì trước đây thì cái táo đỏ nó không được ngon cho lắm, nhưng mà đợt này thì có táo đỏ ngon và nó chắc quả, cho nên hiện tại thì mình đã có táo đỏ to loại ngon. Thì cái loại này thì nó sẽ dao động cỡ tầm 11 cho tới 12 quả cho một lạng. Thì mọi người có thể so sánh giữa cái táo đỏ bình thường mình đang bán và cái táo đỏ to này, thì cái kích thước nó khác nhau rất là nhiều. Táo đỏ to đại như thế này thì hiện tại mình đang bán là 130.000 đồng cho 1 kg, một lạng thì sẽ dao động 11 cho tới 12 quả. Còn cái táo đỏ bình thường trước đây thì sẽ dao động khoảng 22 quả cho một lạng. Táo đỏ này thì giúp cô chú anh chị bồi bổ sức khỏe, tăng cường cái khí huyết và kéo dài tuổi thọ của chúng ta nhiều hơn. Đối với táo đỏ này thì chúng ta sẽ lấy cái táo đỏ này ăn trực tiếp, mỗi một quả thì chúng ta sẽ lấy, chúng ta cho vào miệng cắn ăn trực tiếp, hoặc là hãm nước uống hay là nấu ăn chúng ta cho vào đều được. Trước đây thì táo đỏ to như thế này thì thường khá là xốp và ăn nó không được ngon, cái độ ngọt nó không được cao. Và hiện tại thì cái lô này táo đỏ nó ngon hơn và cái quả nó chắc quả, ăn cực kỳ ngon, nó lại vừa ngon vừa dẻo, cho nên là mình đã nhập về và cái giá thành cũng không hơn cái loại bình thường kia quá là nhiều. Trung bình nó chỉ có 130.000 đồng cho 1 kg thôi. Thì cô chú anh chị có nhu cầu về cái táo đỏ to đại này thì có thể đặt theo số điện thoại mình có để ở trên màn hình, 0971 85 8882. Thì đây là cái miếng táo đỏ mà mình đã cắt dọc ra để cho cô chú anh chị xem. Cái hạt của nó so với cái quả thì nó cũng khá là bé, cho nên khi mà mọi người ăn vào thì cái phần thịt chúng ta ăn được khá là nhiều và cái giá thành lại hợp lý thôi, 130.000 đồng cho 1 kg. Còn đối với táo đỏ bình thường thì hiện tại mình vẫn bán với giá là 100.000 đồng cho 1 kg.